Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Vui Cùng Oppo. Lời đầu tiên không biết nói gì hơn thì Vui Cùng Oppo xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Vui Cùng Oppo trong thời gian qua các bạn nha. Trên tay của Vui Cùng Oppo quay cái clip này là Oppo A57 nha các bạn. Thì các bạn Oppo A57 thiết kế rất là đẹp nha các bạn ha. Giá rất là mềm luôn. Thì các bạn hãy nhanh tay mua về cho gia đình mình sử dụng nha các bạn. Oppo A57 này đó là sử dụng hệ điều hành Android 12 nha các bạn, và ColorOS là phiên bản V12.1 nha các bạn. Dạo gần đây có rất là nhiều fan gửi đến cho Vui Cùng Oppo là câu hỏi tại sao các dòng Oppo mới bây giờ mình bấm phím nguồn thì nó không có hiển thị cái biểu tượng gạt lên để mà khởi động lại, hoặc là kéo gạt xuống để tắt nguồn. Thì hôm nay xem Vui Cùng Oppo làm clip này để gửi đến các fan của Vui Cùng Oppo ha. Thì cái phím nguồn này nè, mình có thể tùy chỉnh được ha các bạn ha. Ví dụ Vui Cùng Oppo bấm thử nè. Đấy các bạn thấy không? Mình bấm cái phím nguồn nó không có hiện lên tắt nguồn hay khởi động lại, mà nó hiện lên trợ lý của Google. Thì cái này mình có thể chỉnh được, và nó cũng có những cái lợi ích nhất định nha các bạn ha. Các bước chỉnh như thế nào và cái lợi ích nó ra sao thì mời các bạn cùng Vui Cùng Oppo tìm hiểu ngay sau đây. Rồi, đầu tiên nè các bạn. Nè, Vui Cùng Oppo làm lại cho các bạn thấy ha. Nè, đấy mình bấm phím nguồn nè, nó không có hiện lên biểu tượng tắt nguồn hoặc là khởi động lại, mà nó ra trợ lý của Google. Cái cách thay đổi cái này á, thay đổi cái menu nguồn này á như thế nào á, thì cái mời các bạn cùng Vui Cùng Oppo á làm theo các bước của Vui Cùng Oppo hay các bạn ha. Thì các bước này cũng đơn giản thôi. Đầu tiên ở ngoài màn hình chính như này các bạn. Rồi các bạn bấm vô phần cài đặt nha. Đấy nè, phần cài đặt thì mình cũng có hai cách vô nè. Một á là mình ngoài hàng chính rồi mình bấm cài đặt. Hay là mình kéo xuống cái biểu tượng thông báo này các bạn, rồi mình bấm cái hình này nè, cái ô này nè, mình bấm vô thì nó cũng ra phần cài đặt. Đấy, rồi thì mình vô phần cài đặt nè, rồi mình kéo xuống nha các bạn ha. Mình vô cái phần cài đặt này các bạn. Rồi các bạn trong đây cũng có rất là nhiều dòng, thì mình kéo xuống với các bạn ha. Các bạn chú ý cái dòng cài đặt hệ thống cho Vui Cùng Oppo. Đây, cài đặt hệ thống nha các bạn ha. Rồi các bạn kích vô dòng cài đặt hệ thống, thì trong này cũng có rất là nhiều dòng luôn. Thì mình chỉ quan tâm đến cái dòng là nút nguồn nha các bạn. Đây nút nguồn, rồi mình bấm vô nút nguồn. Rồi trong cái phần nút nguồn này thì nó có nhấn và giữ nút nguồn. Đây, nhấn và giữ nút nguồn. Đây nè, mình cài đặt này các bạn. Ví dụ như các bạn hồi nãy Vui Cùng Oppo đã làm thử cho các bạn, mình bấm phím nguồn thì nó ra trợ lý của Google. Thì nếu mà mình không thích cái phần trợ lý của Google, mình có thể đổi lại là menu nguồn này các bạn. Đấy, mình chọn lại menu nguồn nha các bạn. Rồi bây giờ mình thoát ra ngoài màn hình chính nè. Rồi mình bấm thử nha các bạn ha. Đấy các bạn thấy không, thì nó đã hiện lên là cái biểu tượng kéo lên là để khởi động lại, kéo xuống là để tắt nguồn. Rồi bây giờ mình vô mình chỉnh lại nha các bạn. Đấy, rồi trong cái phần trợ lý thoại này nè, là trợ lý của Google á, nếu mà mình không có chỉnh lại á, thì để làm sao mình tắt nguồn được thì cũng đơn giản thôi các bạn. Nếu mà các bạn muốn tắt nguồn được á thì các bạn thêm một cái thao tác nữa là mình phải bấm phím nguồn với phím đường tăng này các bạn cùng lúc nha các bạn. Nè, như Google Oppo bấm thử cho các bạn xem ha. Đấy, mình chạm hai phím cùng lúc là nó hiện lên, kéo lên để tắt nguồn và kéo xuống là kéo lên đó là để khởi động lại, và kéo xuống là để tắt nguồn. Đấy, thật là đơn giản phải không các bạn? Chỉ cần vài thao tác thôi là mình có thể chỉnh lại cái nút nguồn của mình nó hoạt động theo cái ý thích của mình nè. Vô phần nút nguồn là trợ lý nè. Đấy, trong hai phần này thì mình mỗi mỗi bạn sẽ có những cái ý thích riêng, thì mình muốn bấm cái chọn cái menu nguồn nào thì mình chọn, giống như mình chọn phía trên thì nó nhanh hơn, mà mình chọn ở cái phần dòng phía dưới á, thì mình phải bấm phím nguồn và phím âm lượng tăng thì mình mới có thể tắt nguồn được. Rồi thì cái menu nguồn này á, thì nó cũng có cái lợi của nó các bạn. Ví dụ như mà Vui Cùng Oppo chỉ ví dụ nha các bạn ha, thì
giống như mình đi siêu thị nè, vô tình á mình gặp một cái gian hàng sale nào đó có rất là đông người nè, hoặc là mình đi chợ, hoặc là mình đi chơi lô tô nè các bạn, thì những nơi đó thường là rất là đông người, mà vô tình á có kẻ trộm lấy mất cái điện thoại của mình, thì trong vài phút ngắn ngủi đó, những cái người kẻ trộm á mà không gành về hệ điều hành Android hoặc là không gành về công nghệ các bạn, thì khi mà mình vô tình á bị mất cái điện thoại thì trong vòng 2 3 phút hoặc 4 5 phút thì kẻ trộm á vẫn còn loanh quanh đó, thì mình có thể lấy điện thoại của người thân của mình á mình gọi vào liền, tại vì á khi mà không hiểu á thì kẻ trộm không thể nào mà bấm phím nguồn để tắt nguồn được. Mình mượn cái điện thoại của người thân để mình gọi vào thì cái điện thoại của mình reo lên, thì mình biết là cái người nào đang lấy cái điện thoại của mình hay các bạn ha. Vậy là Vui Cùng Oppo đã hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi menu nguồn như thế nào và cái những cái lợi ích của nó nha các bạn ha. Lợi ích cũng rất là lớn đấy các bạn. Nếu các bạn thấy hay á thì các bạn hãy truy cập vào kênh YouTube của Vui Cùng Oppo nha các bạn. Rồi các bạn gõ Oppo Vui nè. Rồi xong rồi các bạn bấm vào kênh của Vui Cùng Oppo và các bạn vào phần video nha các bạn. Đây các bạn bấm lại một cái clip nào. Thì các bạn hãy bấm vào thích và đăng ký kênh của Vui Cùng Oppo nha các bạn, để theo dõi những cái clip hay. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại bình luận ở phía bên dưới nha các bạn ha. Vui Cùng Oppo cũng sẽ tranh thủ làm clip để giải thích đến các bạn. Bởi vì các bạn vui thì Vui Cùng Oppo mới vui được. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip hữu ích phía sau nha các bạn. Xin chào.